kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của tài xế xe ô tô lao xuống Vịnh Hạ Long. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết qua kiểm tra nồng độ cồn xác định tài xế xe ô tô lao xuống Vịnh Hạ Long có kết quả 0,9 mol mỗi lít. Chiều ngày 11 tháng 7, liên quan đến vụ xe ô tô lao xuống Vịnh Hạ Long trong đêm, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã công bố kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của lái xe TTA, sinh năm 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo đó, lái xe TTA có kết quả kiểm tra nồng độ cồn 0,9 mol mỗi lít và âm tính với ma túy. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 7, xe ô tô loại 4 chỗ ngồi do anh TTA điều khiển khi đi đến đường cua qua nút giao Lê Thanh Nghị và Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh thì bất ngờ lao xuống biển. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, anh TA đã thoát được khỏi xe, còn 4 người trong đó có 2 phụ nữ và 2 trẻ em bị mắc kẹt bên trong. Người dân đã đập vỡ cửa kính cứu các nạn nhân mắc kẹt và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, 3 trên 4 nạn nhân đã tử vong ngay trong đêm, còn một người mặc dù lấy lại được nhịp tim nhưng tiên lượng xấu. Cũng trong chiều ngày 11 tháng 7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn giao thông được điều trị rất tích cực nhưng đã không qua khỏi. Hiện, bệnh viện kết hợp với cơ quan công an đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. Được biết, khu vực xảy ra tai nạn đang trong quá trình thi công mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn và bãi tắm nhân tạo công cộng của thành phố Hạ Long. Mặc dù khu vực này có lề đường nằm giáp với bờ biển nhưng hiện không có điện chiếu sáng cũng như hệ thống cảnh báo,